Kính chào các quý đồng nghiệp. Xin chào mừng quý đại biểu đến với cái buổi talk show hôm nay với cái chủ đề là tối ưu hóa điều trị trong hội chứng mạch vành mãn tính. Và có sự tham gia ngày hôm nay xin giới thiệu có Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thiện Dũng, tôi là Thạc sĩ Đinh Huỳnh Linh và có hai báo cáo viên là Thạc sĩ Phạm Nhật Minh và Thạc sĩ Nguyễn Hữu Tuấn. Đầu tiên thì xin mời Thạc sĩ Phạm Nhật Minh trình bày ngắn gọn tóm tắt một số cái nghiên cứu trong thời gian gần đây có thể thay đổi thực hành tim mạch trong về việc điều trị bệnh lý động mạch vành. Vâng, kính thưa Phó Sư Hồ Thượng Dũng ạ, thưa Thạc sĩ Đinh Huỳnh Linh. Thì hôm nay theo phân công của đại hội cũng là rất là vui vì được tham gia vào cái phiên talk show này. Một cái chủ đề rất là, một cái phiên rất là hay và một phiên rất là mới mẻ của cái đại hội tim mạch toàn quốc năm 2019 lần này. Thì em xin trình bày một cái ca lâm sàng, chứ không phải là nghiên cứu ạ, về các cái bệnh nhân mà có bệnh hội động mạch vành mãn tính để chúng ta có thể có một số các cái thảo luận. Thế nên đây là một số tóm tắt cái trường hợp lâm sàng này. Đây là một bệnh nhân mà cũng là gần đây thôi, ở viện gặp chính xác ở tại viện tim mạch chúng em. Và cái bệnh nhân này một bệnh nhân thực tế mà chúng ta đã gặp rất là nhiều trên lâm sàng. Đây là một bệnh nhân nữ 55 tuổi, tiền sử thì khỏe mạnh hoàn toàn. Thì 3 tháng nay thì sau một sự stress tâm lý, bệnh nhân này có người thân bị mất vì bệnh nhồi máu cơ tim. Thì bệnh nhân có người tình người nhà, họ tự nhiên bị nhồi máu cơ tim thì tự nhiên lại xuất hiện đau ngực. Trước đấy thì chưa có tiền sử gì bao giờ. Sau một stress tâm lý và sang chấn như vậy thì lại xuất hiện đau ngực trái từng cơn ngắn 5-7 phút. Và trong cơn thì có khó thở nhẹ và bệnh nhân thì rất là lo lắng, mệt mỏi. Và một tuần trước khi mà đến gặp chúng em khám thì triệu chứng đau ngực rất là tăng. Và bệnh nhân đau ngực nhiều đến mức mà bác sĩ phòng khám phải cho vào viện, nhập viện. Vì khám lâm sàng thì khi mà em khám thì bệnh nhân chỉ có đau ngực trái nhẹ, không có dấu hiệu suy tim gì cả. Và huyết áp nền của bệnh nhân thì chưa phát hiện ra huyết áp cao bao giờ. Và huyết áp thì loanh quanh khoảng 130-125 gì đó, mm thủy ngân. Tim phổi thì hoàn toàn bình thường, cận lâm sàng thì có cái chức năng tim thì khoảng 60%, troponin T thì chúng em làm nhiều mẫu thì đều không tăng cả. Đây là một cái trường hợp mà cũng khá là đặc biệt. Đây là cái điện tâm đồ của bệnh nhân, chúng ta thấy là điện tâm đồ cũng gần như là bình thường thôi. Xin lỗi. Điện tâm đồ của bệnh nhân thì chúng ta thấy là điện tâm đồ khá là bình thường thôi, có một chút biến đổi của sóng T ở các cái chuyển đạo trước tim V1, V2, V3, V4 thì tuy nhiên không thực sự điển hình. Và ST thì hơi chênh xuống một chút ở D2, D3. Thế thì thực sự mà bệnh nhân hỏi chúng em là điện tâm đồ này của tôi thì có bình thường hay không thì cũng không ai dám khẳng định bệnh nhân có cơn đau ngực. Thì điện tâm đồ như thế này thì không ai dám khẳng định là 100% là bệnh nhân không có tổn thương mạch vành gì cả. Còn do rất là nhiều các cái nguyên nhân khác nhau thì bệnh nhân thì cũng áp lực với chúng em nữa. Và ví dụ như trong viện thì máy cắt lớp mạch vành đang hỏng nữa, chẳng hạn bệnh nhân thì lo lắng mệt mỏi quá và không chịu được trong cái khi mà chúng ta làm cái biện pháp gắng sức. Do đó thì bắt buộc trong cái trường này chúng em phải đưa bệnh nhân lên chụp mạch vành. Thì chúng ta thấy là kết quả chụp mạch vành bệnh nhân lại như thế này ạ. Chúng ta thầy đây có thầy Hồ Thượng Dũng và anh và bác sĩ Đinh Linh cũng là những người mà làm tim mạch can thiệp rất là lâu năm rồi. Chúng ta thấy là đây là một cái hình ảnh chụp động mạch vành của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy là không có một cái tổn thương gì quá là đặc biệt ở trên cái động mạch vành như này cả, mà chúng ta nổi bật lên là chỉ là cái hệ động mạch vành dòng chảy khá là chậm như thế này đó. Thế thì sau khi mà có cái hình ảnh chụp mạch vành như vậy, chúng em cũng giải thích cho bệnh nhân thì bệnh nhân cũng có vẻ là yên tâm hơn. Thế tuy nhiên là chúng em cũng có cho bệnh nhân điều trị nội khoa khoảng nửa tháng, một tháng gì đó bằng thuốc chặn beta giao cảm, bằng thuốc Vastaren. Thế tuy nhiên là bệnh nhân này có lẽ là chắc là lo lắng quá, mệt mỏi quá nên là vẫn còn triệu chứng đau ngực, vẫn không biết là làm gì hơn cho bệnh nhân để cho bệnh nhân đỡ đau cả. Và có thể thêm cũng có thể tư vấn cho bệnh nhân là đi khám thêm chút về tâm lý. Thế thì một số các cái câu hỏi chúng em đặt ra cho các chủ tọa đoàn ở trong cái bệnh nhân này đó chính là đối với bệnh nhân này chúng ta có nên chẩn đoán một cái bệnh nhân định chủ có đau ngực chụp động mạch vành lên không có tổn thương gì đáng kể, chỉ có dòng chảy chậm thôi, thì có chủ nhân có phù hợp với cái tiêu chuẩn của chẩn đoán hội chứng động mạch vành mãn tính hay không. Và thực ra là cái ca như thế này chúng ta gặp rất là nhiều trên lâm sàng. Vậy thì chúng ta có thể làm gì và điều trị các cái thuốc mạnh như thế nào hay là tư vấn tâm lý như thế nào để có thể điều trị tốt hơn cho bệnh nhân ạ? Em xin thêm các ý kiến của thầy Hồ Thượng Dũng và anh bác sĩ Đinh Huỳnh Linh ạ. Xin cảm ơn một bệnh án lâm sàng minh họa của bác sĩ Minh. Thì tôi nghĩ đây là một cái bệnh án mà trong thực hành lâm sàng của chúng ta rất là hay thường gặp, đặc biệt là các bác sĩ về nội khoa, các bác sĩ về nội tim mạch. Như vậy thì đây là một phụ nữ trẻ, cơn đau thắt ngực lần đầu tiên xuất hiện, yếu tố nguy cơ thì gần như là không có, và điện tâm đồ thì không có gì đặc biệt.
và bệnh nhân đã được chụp mạch vành. Như vậy thì câu hỏi của báo cáo viên đặt ra cho chúng ta là cái thứ nhất là cái việc mà chúng ta chẩn đoán có phù hợp với cái tiêu chuẩn của Hội Tim mạch châu Âu năm 2019 hay không, và cái thứ hai là vấn đề là điều trị bệnh nhân vẫn không bớt thì có thêm thuốc gì. Và tôi cũng xin thêm một cái câu hỏi thứ ba đặt ra cho chúng ta luôn, đó là cái cách tiếp cận của một bệnh nhân mà gọi là cơn đau thắt ngực ngày hôm nay. Thì như các bạn biết là cái phiên chúng ta thì cái thời gian thảo luận sẽ rất là thông thả, phải không tiến sĩ Linh? Thì báo cáo viên thì khoảng 5 phút đến 10 phút mà chúng ta có quyền thảo luận 15 phút. Do đó thì tôi xin nói một chút. Như vậy thì chúng ta biết rằng là cái khuyến cáo của Hội Tim mạch năm 2018 và 2019 thì ra khá nhiều. Và đặc biệt là năm 2019 chúng ta có một cái khuyến cáo về hội chứng mạch vành mạn. Và các bạn nhớ rằng cái khuyến cáo của hội chứng mạch vành cấp thì chúng ta có liên tục, tức là mỗi 1 năm hoặc 2 năm chúng ta có một cái khuyến cáo hội chứng mạch vành cấp, rồi nhồi máu cơ tim cấp, ester trên lên, không trên lên, rồi thuốc kháng đông v.v. Tuy nhiên về bệnh mạch vành mạn hoặc hội chứng mạch vành mạn thì từ năm 2013 chúng ta có khuyến cáo, và bây giờ là mãi 6 năm sau chúng ta lại có một khuyến cáo mới. Thì như vậy thì Hội Tim mạch Việt Nam muốn tổ chức những cái talk show như thế này để xem thử rằng chúng ta ứng dụng cái việc của cái guideline mới vào trong cái thực hành mình chẩn đoán rồi các cái bước làm và điều trị nó có đúng hay không. Thì như vậy là đầu tiên thì về mặt chẩn đoán thì các bạn biết là trước đây thì năm 2013 chúng ta có cái trước một bệnh nhân mạch vành chúng ta có đưa ra là PTP, tức là pre-test probability, tức là khả năng xác suất trước test, dựa trên tuổi, dựa trên giới nam nữ và dựa trên cái đặc tính của cơn đau thắt ngực. Và trước đây thì cái PTP đó chúng ta phân độ nó khác, chúng ta phân độ tới là một phân là 100% là nguy cơ cao, ví dụ nhỏ hơn 15% là nguy cơ thấp, từ 15 đến 85% là nguy cơ là trung bình cao. Thì bây giờ khuyến cáo của Hội Tim mạch năm 2019 thì cái phân độ, cái tỷ lệ nó thấp lắm, tức là trên 15% thì cái khả năng là những cái test mình làm nó có giá trị có lợi, từ 5 đến 15% là có khả năng và dưới 5% là không có. Như vậy các bạn nhớ rằng cái PTP, tức là cái xác suất trước test, bây giờ nó đã thay đổi rất là nhiều. Và nếu mà so áp vô bệnh nhân này thì các PTP chắc là rất là thấp. Phải không anh Linh? Này, chút xíu Linh sẽ cho ý kiến thêm. Như vậy thì cái thái độ của chúng ta là cơn đau thắt ngực cho một người phụ nữ trẻ không có yếu tố nguy cơ thì PTP nó sẽ rất là thấp. Như vậy thì liệu là cái chẩn đoán đầu tiên của mình á, là mình nên làm cái test gì? Và ở đây là có lẽ là vì cái bệnh nhân triệu chứng đau ngực nhiều, thành ra mình đã chụp mạch vành thẳng. Thì như vậy là không biết là ý kiến của tiến sĩ Linh về cái việc mà chụp mạch vành trên bệnh nhân này, thì mình chụp sớm như thế này nó có gọi là phù hợp với cái khuyến cáo hay không? Mình xin mời anh Linh, và cũng xin mời cái sự gọi là gì đó phản biện của từ tác giả, cũng như là mời các cái ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp. Cảm ơn thầy Dũng đã trình bày vấn đề tóm tắt rất là hay. Thì có lẽ là tất cả chúng ta đều đã từng gặp những bệnh nhân này trong thời lâm sàng, và cái này nó rất là khó chịu. Khó chịu chỗ là thế nào? Nếu mà bệnh nhân lại tắc một nhánh mạch vành, tắc rất là rõ rồi, chúng ta biết rõ là chúng ta phải làm gì. Bệnh nhân đau rất rõ, hoặc men tim tăng, chúng ta biết rõ là phải làm gì. Những trường này nó cứ lửng lửng lơ lơ, đúng không ạ? Chúng ta men tim thì không tăng, điện tâm đồ không biến đổi rõ ràng, siêu âm tim không có rõ là vận động vùng. Và như vậy thì nếu mà chúng ta làm cái pre-test, cái xét tiền nghiệm ấy thì nó rất là thấp. Thì có lẽ là nếu mà chúng ta cập nhật đúng cái khuyến cáo năm 2019 của Hội Châu Âu, thì đầu tiên là chúng ta khuyến cáo là cũng có thể chỉ định và thăm dò rồi, và thăm dò không xâm nhập. Và cái khuyến cáo được chỉ định hàng đầu trong này thật ra là chụp multi-slide CT, là chụp cắt lớp vi tính đa dãy động mạch vành. Thì cái đấy nó có vẻ là một sự lựa chọn hợp lý hơn là một cái chúng ta chụp động mạch vành xâm nhập. Đấy, thì nếu mà tiến sĩ Dũng hỏi em thì em xin trả lời là thầy Dũng là như thế, là theo cái khuyến cáo bây giờ thì có lẽ là cái việc chụp CT nó sẽ được khuyến cáo rộng rãi hơn. Nếu mà khi sẽ đưa cái khuyến cáo này vào thành lâm sàng thì có lẽ là 90% bệnh nhân đau ngực của chúng ta là đề ra là chụp CT mạch vành. Thế nhưng mà cái việc chụp CT mạch vành nói thôi, chứ từ khuyến cáo đến thành lâm sàng là nó cũng có rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như là bệnh nhân lại hồi hộp quá, lo lắng quá và uống thuốc thế nào thì uống, nhịp tim nó cũng không giảm lại được. Rồi là cái quy trình chụp CT là nó cũng quá tải. Đôi khi là chúng ta hẹn được bệnh nhân chụp CT nó cũng rất là lâu, thì
chúng ta cứ trao đổi về khuyến cáo cho nó chuẩn mực thôi, còn thực tế lâm sàng là các quý đồng nghiệp cũng ở các viện thấy là không phải trường nào chúng ta cũng có thể chụp CT ngay lập tức trong vòng khoảng tầm 2-3 ngày được, đúng không? Và chính vì thế trong trường này thì tại vì tôi cũng công tác cùng một nơi địa điểm với cả bác sĩ Minh nên tôi hiểu là cái áp lực của cái phòng chụp CT ở bệnh viện Bạch Mai nó rất là căng thẳng, có cái hẹn của bệnh nhân là hẹn 10 ngày mới chụp được. Thì trong trường này nếu như vậy thì có lẽ chúng ta cũng phải chấp nhận là chúng ta phải bắt buộc phải có cái thăm dò chẩn đoán cho người bệnh. Và khi đấy là liệu là chúng ta nên tiến hành những thăm dò không xâm nhập như là siêu âm tim gắng sức, điện tâm đồ gắng sức hay chúng ta chụp động mạch vành cảng quang. Thì cái này thì theo quan điểm tôi thôi, cái này là cũng thì trong trường mà cái nguy cơ nó tức là cái test tiền nghiệm nó không phải nhiều như thế này, đúng không ạ? Các cái thăm dò nó đều âm tính này thì có lẽ chúng ta có thể gửi bệnh nhân đi một cái thăm dò không xâm nhập trước thì đôi khi nó là lựa chọn hợp lý hơn. Tại sao lại như vậy? Tại vì khi mà rõ ràng là chúng ta gửi bệnh nhân chụp mạch vành chỉ đánh giá về mặt giải phẫu, và nếu mà mạch vành nó lại không hẹp khít một cách rõ ràng như thế này, chúng ta rõ ràng chúng ta không có biết là chúng ta làm cái gì tối ưu cho người bệnh. Trong khi nếu như chúng ta có thể làm một cái siêu âm tim gắng sức với dobutamin hoặc là làm điện tâm đồ gắng sức cho thấy là bệnh nhân có thể gắng sức trong vòng tầm 30 phút tăng đến khoảng 8 đến 10 đơn vị mét chẳng hạn, không hề đau ngực gì cả, tần số tim tăng đến 150 lần một phút liều dobutamin tối ưu mà bệnh nhân cũng không xuất hiện triệu chứng, thì chúng ta yên tâm hơn. Nếu mà chúng ta bắt buộc phải chụp bệnh nhân đi, gửi bệnh nhân đi chụp động mạch vành và thấy mạch vành nó không tổn thương thì ta khá là yên tâm với việc chúng ta trì hoãn cái việc tái thông mạch vành. Đây là ý kiến cá nhân của tôi là như vậy, thì không biết là bác sĩ Minh có ý kiến gì, tại vì anh Minh là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Vâng, cảm ơn ý kiến của thầy Dũng và anh Huỳnh Linh. Tuy nhiên là thực tế lâm sàng thì nhiều khi nó khá là khác biệt so với cả cái khuyến cáo của chúng ta. Chúng ta biết là trong cái trường hợp bệnh nhân này thì bệnh nhân lại lo lắng quá, bởi vì bệnh nhân lại có người thân chết vì nhồi máu cơ tim, bệnh nhân cứ hỏi đi hỏi lại chúng em là liệu tôi có phải. Và cái mà cho quen thuộc nhất đó là khi mà có hẹp đáng kể lòng mạch vành ở thượng tâm mạc là cái thể gọi là thể số 1 thôi. Đúng không? Thể số 1 thì tất nhiên nó chiếm đến 90-95% số bệnh nhân, nhưng mà có những cái thể khác nữa như là tổn thương vi mạch động mạch vành hoặc là mất cân bằng nhu cầu oxy và khả năng có oxy cơ thể thì cũng được xếp vào bệnh lý mạch vành mãn tính rồi. Thì tôi nghĩ trong trường này với một cái dòng chảy mạch vành như vậy, không biết là ý kiến của thầy Dũng như nào, em cũng nghĩ là kèm cho bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng và đau ngực, và với điều kiện nếu như các bác sĩ nội khoa chúng ta đã loại trừ hết tất cả công nguyên gây đau ngực khác, ví dụ như không có bệnh lý dạ dày, không có những bệnh lý về thần kinh cơ hoặc nào nó, thì cho có thể chẩn đoán là liên quan đến bệnh lý mạch vành thật, tại vì rõ ràng có triệu chứng lâm sàng đau ngực, điện tâm chụp được mạch vành thấy rõ ràng là có dòng chảy chậm, như vậy là mình tạo ra mình quy cho cái đấy, còn cái nguyên cụ thể có thể do vi mạch hoặc do những cái nguyên nhân nào khác, không biết ý kiến thầy Dũng thế nào. Vâng, thì đầu tiên là mình nói là cái cách tiếp cận. Như vậy thì theo khuyến cáo thì trường hợp này nếu mà mình có gọi là có thời gian, có điều kiện, không có sự mà gọi là hối thúc cấp bách của gia đình thì mình nên làm một cái test. Đây là mình nói là về mặt cái khuyến cáo. Ở trường hợp này thì rất là may mắn là bệnh nhân được chụp mạch vành ngay lập tức. Thì như vậy là theo các bạn là sau khi mà chụp cái hình mạch vành này ra, ở đây tôi biết là rất là nhiều bạn cũng là làm trong tim mạch can thiệp, thì mình có chẩn đoán bệnh nhân này là bệnh mạch vành hay không? Cái câu đó là cái câu hỏi thứ hai mà cả là tiến sĩ Linh cũng như là bác sĩ Minh đặt ra. Thì các bạn biết đối với cái hội chứng mạch vành mạng, trước đây chúng ta gọi là bệnh mạch vành ổn định, bệnh mạch vành ổn định hoặc là bệnh thiếu máu cơ tim ổn định, tức là stable. Thì năm 2019 người ta đổi thành cái từ là hội chứng mạch vành mạng, không dùng từ ổn định nữa, tức là bỏ cái từ stable mà thay bằng cái từ chronic coronary syndrome. Tại sao người ta bỏ? Vì cái stable nghĩa là mọi việc đều đang ổn định. Mà các bạn biết rằng một cái tổn thương mạch vành thì cái mảng sơ vữa nó không dừng lại, nó vẫn tiếp tục tiến triển. Thí dụ như là năm trước chụp nó là 40%, năm sau nó lên 70% và có thể là nứt vỡ viêm nhiễm và tạo chuyển sang mạch vành cấp. Như vậy thì không có cái từ ổn định mà sẽ đổi thành là bệnh hội chứng mạch vành mạng. Và người ta đổi thành hội chứng mạch vành mạng để cho nó tương xứng với cái từ của bên cấp, đó là hội chứng mạch vành cấp. Thì bên này là hội chứng mạch vành mạng. Và hội chứng mạch vành mạng về cái tình huống lâm sàng nó có 6 tình huống các bạn. Hai cái tình huống đầu tiên là nghi ngờ. Như vậy thì nghi ngờ bệnh mạch hội chứng mạch vành mạng dựa trên triệu chứng cơn đau thắt ngực hoặc là khó thở. Cái thứ hai là nghi ngờ hội chứng mạch vành mạng dựa trên bệnh nhân mới xuất hiện suy tim.
thì mới xuất hiện suy tim, có thể suy tim là do mạch vành. Hai cái tình huống tiếp theo là bệnh mạch vành chắc chắn. Bệnh mạch vành chắc chắn người ta chẩn đoán bằng là bệnh nhân đã có nhồi máu cơ tim hoặc là mới đặt stent hoặc là sau khi đặt stent mạch vành. Như vậy thì nhỏ hơn một năm so với cái thời điểm là mạch vành cấp hoặc là đặt stent là tiếp 3, là cái tình huống thứ 3. Tình huống thứ 4 là lớn hơn một năm. Và hai cái tình huống sau cùng là tình huống mà bác sĩ Minh với bác tiến sĩ Linh đặt ra. Cái tình huống thứ nhất là hội chứng mạch vành do co thắt hoặc là vi mạch, nó xếp vào cái tình huống đó, tình huống thứ 5. Cái tình huống thứ 6 là hội chứng mạch vành mạng mà im lặng, nghĩa là bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng mà chúng ta phát hiện bằng những cái test này test kia. Như vậy thì cái câu hỏi các bạn đặt ra là bệnh nhân này có phải là rơi vào cái hội chứng mạch vành mạng mà tình huống thứ 5, hoặc là do co thắt mạch vành, hoặc là do gọi là microvascular, tức là vi mạch, mà thậm chí nhiều khi mình dùng cái từ gọi là hội chứng ít hoặc là đồng chí ít gì đó, tức là không biết là có hay không có, có hay không có. Thành ra như vậy thì liệu rằng một cái hình này đã đủ chẩn đoán là đây là do vi mạch chưa, thì thật sự là mình có quyền nghi ngờ. Theo tôi nghĩ là có nguyên ngờ, còn chắc thì cũng chưa chắc đã là tại vì sau khi các bạn chụp xong rồi các có thể mình cho thêm thí dụ như là một cái giãn mạch thông thường, ví dụ như là nitrat chẳng hạn, hoặc là mình cho mạnh hơn nữa, thí dụ như là adenosine hoặc là vân vân vân, có khi nó lại chảy rất là nhanh, đặc biệt là trên những cái mạch vành mà cái kích thước mạch máu nó lớn đó, khi mà chụp chúng ta thấy thường thường cái dòng chảy nó chậm hơn là cái mạch máu bình thường. Tuy nhiên thì chúng ta có quyền nghi ngờ bởi vì hội chứng mà mạch vành do vi mạch hoặc là hội chứng ít thì rất là mong luôn, mà đặc biệt là ở phụ nữ. Tôi nghĩ như vậy. Không biết là anh Linh với anh Minh có nhờ bác sĩ Minh cập nhật. À, mời bác sĩ Tuấn, anh Tuấn cũng là bác sĩ tim mạch can thiệp Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam ạ. Nên Tuấn có ý kiến gì về trường hợp này? Xin các bạn cho quay lại cái hình chụp mạch vành. Đây thì trên cái phim em cho chạy đi, chạy hình mạch vành. Thì em xin có một cái câu hỏi từ phía khán giả, tức là trên hình mạch vành này chúng ta thấy là bên trái thì tương đối là tốt. Thế nên cái bên mạch vành trái thì dòng chảy chậm nhưng mà trông có vẻ không sưng lên lắm. Cái bên phải ở cái đoạn cong số 2, chúng ta thấy là cái dường như là có một cái chỗ hẹp cũng khoảng độ tầm 40-50% cái vị trí đó. Thế tuy nhiên nó cũng không loại trừ chỗ đó là chính là chỗ gấp góc của mạch vành. Thì vậy câu hỏi ở đây là chúng ta có nên, nếu mà để loại trừ thật là chi tiết cái bệnh mạch vành, chúng ta có nên là dùng một số cái phương án khác, ví dụ như là chúng ta sẽ dùng khảo sát bằng IVUS hoặc là bằng FFA, hoặc là thậm chí nếu chúng ta nghi ngờ những có thoát mạch vành chúng ta có thể dùng những test co mạch hay không? Trên cái ảnh này là bọn em đã cho nitro nitrat tối đa rồi ạ. Thế thì thực tế ra là trông trên cái cúp này thì nó hẹp như vậy thôi, nhưng mà cái chỗ này nó thực tế nó bị cong và gập, chúng em không sâu cái ảnh chụp bên phải sang thì nó trông nó gần như là bình thường thôi. Và thực ra là cái ca này, đây là cái ca chúng em minh họa lên, và thực tế ra cái ca này cũng giống như các bạn nói đấy, chúng em rất là nghi ngờ cái tổn thương đoạn 2 đấy, nhưng mà đo FFA nó là 0.99 đấy. Tức là gần như là đã sợ đến mức là còn phải đo FFA cả cái ca này rồi, nhưng mà FFA nó là gần như là không thay đổi gì cả so với cả cái nhánh này. Và cái hình ảnh này là hình ảnh mà sau khi chúng em đã tức là đã cho nitrat và tối đa ở trên cả cái hệ mạch vành này rồi. Thế thì chúng em cũng có một cái câu hỏi, đấy là cái bệnh nhân này may mắn là chúng ta được chụp mạch vành thôi. Thế nhưng mà theo kinh nghiệm của thầy Dũng, chắc là của anh Huỳnh Linh nữa, thì chúng ta gặp những bệnh nhân như này khá là nhiều ở trên lâm sàng. Vậy thì kinh nghiệm điều trị những cái bệnh nhân như này của thầy Dũng và của thầy Huỳnh Linh là như thế nào ạ? Và chúng ta có các cái thuốc men như thế nào để chúng ta có thể điều trị cho bệnh nhân và để cho nó tốt được? Tại vì thực ra câu hỏi thứ nhất thì lại là công phu nhân phù hợp tiêu chuẩn chẩn đoán hay không, thì rõ ràng là chúng ta thấy là bệnh nhân này khá là phù hợp với tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng mạch vành mãn tính theo ESC 2019. Nhưng mà chúng em nói với người nhà bệnh nhân, nói bệnh nhân là bác bị bệnh đồng mạch vành đấy, bệnh nhân này đã lo lắng sẵn rồi, thì lại bảo là tôi là đúng là bị bệnh mạch, chụp lên lại bảo là đúng bị bệnh đồng mạch vành thật, nên là bệnh nhân càng lo hơn. Thế là điều trị mãi bệnh nhân chẳng đỡ gì cả, bởi vì cứ bảo là tôi bây giờ tự nhiên người ta đang khỏe mạnh, tự nhiên lại nói người ta bị bệnh đồng mạch vành.
Thế mặc dù là chúng ta là bác sĩ, chúng ta làm chuyên môn thì chúng ta hiểu là các cái bệnh như thế này chúng ta chỉ phải điều trị nội khoa thôi, nhưng mà khi chúng ta giải thích như nào cho bệnh nhân để chúng ta khẳng định cái chẩn đoán ấy, mình bảo bệnh nhân bảo là bác không bị bệnh đồng vành thì lại không phải, vì chúng ta thấy là rõ ràng là bệnh nhân này là theo tiêu chuẩn chẩn đoán các thứ thì chúng ta thấy là đủ tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhân hội chứng đồng vành mãn tính chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta lại bảo bệnh nhân là bác bị bệnh đồng vành đấy thì người ta lại càng lo lắng hơn, người ta lại càng đau ngực hơn, và chúng ta điều trị có khi lại không hiệu quả gì cả. Thì chúng em xin thêm ý kiến của thầy Dũng ạ. Vâng, thì tình huống này thì tôi nghĩ là không phải riêng bác sĩ Minh gặp mà tôi cũng gặp, mà ở đây các bạn cũng gặp rất là nhiều. Đây là những cái tình huống mà nó cứ lửng lửng lơ lơ, nó không rõ. Thì đầu tiên á, tức là sau khi mà chúng ta đã làm tới gọi là cái kỹ thuật mà chẩn đoán mà xâm lấn cuối cùng là chụp mạch vành và thậm chí là làm FFA rồi, thì về cái gọi là tiêu chuẩn chắc chắn để chẩn đoán mạch vành thì thật sự mình chưa đủ. Mình chỉ có nghi ngờ nó là hội chứng X hoặc là vi mạch. Thì đầu tiên, cái điều đầu tiên như vậy, về phía kinh nghiệm tôi thì tôi sẽ hỏi là triệu chứng của bệnh nhân. Như vậy thì đâu cái cô đó đau ngực là đau ngực lúc nào? Nếu mà đau ngực mà cái thường thường là đau buổi tối, rồi đau khi nằm nghỉ đồ này nọ thì cái triệu chứng nó sẽ không điển hình. Còn nếu mà bệnh nhân mà đau ngực rõ ràng, tức là ban ngày tối ngủ nằm không sao, ban ngày đi đâu đó hay là gắng sức hoặc đi bộ xe đạp mà lên cơn đau đó, thì sẽ nghĩ nhiều về mạch vành hơn. Và như vậy thì thông thường trên những bệnh nhân này khi mình hỏi ra thì thường thường hay có cái tình trạng là mất ngủ hoặc là lo lắng. Thì cái việc điều trị thì chúng ta phải nhắm vào những cái gọi là rối loạn về cái hệ thống và thần kinh mà chi phối cái chuyện đó. Nhiều khi bệnh nhân ngủ được, bệnh nhân hết đau. Và đồng thời thì cái triệu chứng của cái cơn đau thắt ngực này cũng hay thường đi kèm với hội chứng dạ dày. Tại vì những người mà lo lắng thì đau ngực thì thường thường mất ngủ thì lại có trào ngược dạ dày vân vân, thì các bạn của mình cũng kiểm tra cái việc đó mà mình hỏi luôn. Rồi thêm một cái vấn đề điều trị nữa mà liên quan đến mạch vành, không biết nãy nhịp tim là bao nhiêu anh Linh nhỉ? 63, 62. Mình đang dùng chạng beta thì 63, 62 thì cũng được ha. Nếu mà còn cao hơn 70 thì có thể mình lại tăng cái liều chạng beta lên một chút, hoặc là theo khuyến cáo mới mình có thể cho thêm ivabradin, tức là mình dùng hơi mạnh tay á. Và một cái điều nữa là có lẽ là mình cũng cho thêm cái Vectran, Trimeragidim. Thì Trimeragidim nó là cái thuốc mà nó gọi là điều trị trong cái cơ chế mà tế bào vi mạch vân vân. Thì về tác dụng phụ thì gần như nó cũng không có cái vấn đề gì. Và trước đây thật sự là những cái bệnh nhân mà rối loạn thần kinh thực vật mình cũng hay dùng. Và gần đây guideline người ta cho phép nó là cái thuốc của cái hàng thứ hai để chúng ta bổ sung. Thì như vậy tôi nghĩ là trên bệnh nhân này để điều trị thì các bạn phải điều trị tổng hợp, không điều trị riêng của chuyện mạch vành nữa, mà phải điều trị về thần kinh, về lo lắng, về mất ngủ và về cái hội chứng dạ dày. Không biết anh Linh có bổ sung gì thêm? Dạ vâng ạ. Cá nhân quan điểm của tôi trong trường hợp này là nếu bệnh nhân đã vào giường điều trị của mình rồi, các bạn phải loại trừ bệnh lý mạch vành. Bởi vì tại sao? Tại vì bệnh nhân là có thể đau ngực, đúng không ạ? Và tiền sử là gia đình có người bị mạch vành, và bây giờ nếu mà vào viện mình không chụp mạch vành và mình không làm nghĩa pháp gắng sức, hoặc là mình chụp rồi mình không lo FA, lỡ về sau bệnh nhân sẽ luôn luôn có một cái cảm giác là chúng ta chưa điều trị đến nơi chốn. Và nếu các bạn không, bác sĩ mình không đem đi chụp mạch vành thì bệnh nhân này ra viện và gặp bác sĩ khác, sớm muộn gì một người bác sĩ khác cũng sẽ chụp mạch vành thôi. Vì vậy là nếu chúng ta gặp những bệnh nhân như này, có lẽ trong thời hành lâm sàng chúng ta phải đi đến cùng như bác sĩ mình đã làm, đó là chụp động mạch vành qua da, tại vì không có điều kiện chụp MST và thăm dò FFA. Và khi FFA 0.99 nghĩa là cho có thể khẳng định rằng kết quả từ các thử nghiệm frame, thử nghiệm defer cho thấy là FFA trên 0.8 thì là hoàn toàn để yên tâm với việc điều trị nội khoa, vì cái tiên lượng không khác gì so với cho can thiệp mạch vành cả. Vì vậy trong trường này chúng ta đảm bảo rằng cái việc chúng ta không can thiệp tái tạo mạch vành, chúng ta không đặt stent, không nong chọn bóng cho người bệnh là điều hợp lý. Cái điều đấy là chắc chắn, chúng ta phải khẳng định điều đó để mà lỡ về sau bệnh nhân này lại thế nào đó vẫn khó chịu và gặp bác sĩ khác thì người bác sĩ khác đấy cũng có đủ cơ sở bằng chứng rằng các bác sĩ Minh đã làm rất là đầy đủ rồi, và bây giờ không có lý gì chúng ta cứ phải đào sâu thêm cái việc là có đặt hay không đặt stent mạch vành nữa. Cái đấy là rõ ràng. Cái thứ hai là điều trị nội khoa thì giống như thầy Dũng đã nói thì là các cái khuyến cáo bây giờ đều đưa ra là hàng đầu tiên là thuốc chạy beta giao cảm và thuốc chạy kênh canxi và thuốc nitrat tác dụng kéo dài. Nếu cho không đáp ứng được có thể thêm nhiều thuốc khác như ranolazine, nicoradin, ivabradin hoặc là trimetazidin. Đấy là những cái lựa chọn khác để hy vọng rằng là cái việc này nó sẽ đỡ đánh giá rất là nhiều cơ chế tổng hợp và điều trị được chứng đau ngực người bệnh. Bên cạnh đó có lẽ cho cũng cân nhắc thêm là xem kiểm soát những là có nên cho statin hay không, nếu mà bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ bệnh lý chuyển hóa chẳng hạn. Đấy, và
điều trị bệnh lý dạ dày. Đấy là ý kiến của tôi. Bác sĩ Minh có ý kiến nào để kết thúc ca này không? Dạ vâng. Thế như vậy thì ca lâm sàng này thật ra nó cũng không có một cái câu trả lời mang tính đúng tuyệt đối, bởi vì đây là thực tế lâm sàng, đúng không ạ? Mọi lý thuyết đều là màu xám lâm sàng mãi mãi xanh tươi. Và nhưng chúng tôi hy vọng rằng qua lâm sàng rất hay của bác sĩ Minh này thì mọi người không chỉ ôn lại được kiến thức và cập nhật những kiến thức mới nhất về hội chứng bệnh vàng mãn tính, mà cũng có một cái nhìn rất là thực tế trong thực tế lâm sàng, gặp những bệnh nhân như vậy và chúng ta nên làm như thế nào cho tối ưu. Thì xin chân thành sự cảm ơn sự tham gia phát biểu của bác sĩ Minh. Và bây giờ xin mời thạc sĩ Nguyễn Hữu Tuấn trình bày về một ca lâm sàng về điều trị kháng cái tập tiểu cầu ở bệnh nhân có hội chứng bệnh vàng mãn tính.